bốn câu chuyện có thể thức tỉnh bạn. Đôi lúc bạn cứ khăng khăng rằng chuyện này phải làm thế này mới là đúng, nhưng đôi khi người khác lại không nghĩ thế. Hãy đặt bản thân mình vào vị trí của đối phương, bạn sẽ có được những suy nghĩ mới. Biết đâu khi đó bạn chợt tỉnh ngộ và thốt lên à thì ra là thế. Một ngày kia, Khổng Tử đi ra ngoài, bỗng trời muốn đổ mưa, nhưng ông không có mang theo dù. Có người kiến nghị rằng Tử Hạ có dù, thầy có thể mượn của Tử Hạ. Khổng Tử vừa nghe xong, liền nói, không được, con người của Tử Hạ vốn rất keo kiệt, nếu như thầy mượn mà y không cho, người khác sẽ trách móc rằng y không tôn trọng thầy của mình, còn nếu đưa cho thầy, trong lòng y nhất định sẽ khó chịu. Giao thiệp với người ta, thì cần phải hiểu rõ khuyết điểm lẫn ưu điểm của người ta thì mới được, đừng có bao giờ khuấy động hoặc đùa cợt với khuyết điểm của họ, nếu không thì tình cảm của đôi bên sẽ không thể kéo dài được. Thỉnh kinh. Ngựa và lừa nghe nói Đường Tăng sẽ đi Tây Thiên thỉnh kinh, con lừa cảm thấy chuyến đi này khó nạn trùng trùng, liền bỏ cuộc, còn ngựa thì lập tức đuổi theo sau, trải qua 81 kiếp nạn, cuối cùng đã thỉnh được chân kinh trở về. Con lừa hỏi, người anh em, có phải là rất vất vả không? Ngựa nói, kỳ thực, trong khoảng thời gian tôi đi sang Tây Thiên thỉnh kinh, con đường mà cậu đi nếu đem so với tôi thì cũng không kém cạnh gì, ngoài ra cậu còn bị người ta bịt mắt, đánh đập. Thật ra, tôi thấy sống những tháng ngày không có lý tưởng thì còn mệt mỏi hơn. Mệt mỏi thật sự đến từ sự vô tri và mê mờ trong tâm của mỗi người. Đậu xe. Trụ sở chính của công ty Volvo Thụy Sĩ có hơn 2.000 chỗ đậu xe. Những người đến sớm luôn đậu xe ở khu vực cách xa văn phòng làm việc nhất. Mỗi ngày đều như vậy cả. Một người hỏi, chỗ đậu xe của các vị là cố định hay sao? Họ trả lời, chúng tôi đến tương đối sớm, có thời gian thì hãy đi bộ nhiều một chút. Các đồng nghiệp đến muộn hoặc đến trễ, họ nên là những người cần được đậu xe ở gần văn phòng làm việc hơn. Khi ta nghĩ nhiều đến người khác, con đường đi được sẽ nhiều và xa hơn. Hợp tác. Một ngày nọ, đêm khuya thanh vắng, ổ khóa gọi chìa khóa dậy, rồi oán trách. Tôi mỗi ngày phải vất vả cực nhọc mà canh gác nhà cửa cho chủ nhân. Vậy mà chủ nhân chỉ thích cậu thôi, lúc nào cũng mang cậu theo bên mình. Thật là ngưỡng mộ cậu quá. Thế là chìa khóa cũng bất mãn, nói, cậu mỗi ngày chỉ ngồi ở nhà chờ đợi, thật là an nhàn thoải mái biết bao, còn tôi hàng ngày phải đi theo chủ nhân, dầm mưa chải nắng. Khổ sở biết chừng nào, mình phải hâm mộ cậu thì đúng hơn. Một lần kia, chiếc chìa khóa cũng muốn được sống những tháng ngày an nhàn, thế là liền giấu bản thân mình vào chỗ khác. Người chủ sau khi trở về thì không thấy chìa khóa đâu cả, trong lúc bực bội đã kêu thợ đến phá khóa, rồi tiện tay quăng luôn ổ khóa vào đống rác. Sau khi vào nhà, chủ nhà đã tìm thấy chiếc chìa khóa, tức giận nói, ổ khóa cũng đã đập bỏ rồi, bây giờ giữ ngươi lại thì còn có ích gì nữa. Nói xong, ông cũng tiện tay quăng chiếc chìa khóa vào trong đống rác. Ở trong đống rác, ổ khóa và chìa khóa gặp nhau, bất giác tự cảm thán rằng, hôm nay, chúng ta rơi vào tình cảnh này, đều vì trong quá khứ, chúng ta không có nhìn thấy giá trị và phó xuất của đối phương, mà chỉ biết đứng núi này trong núi nọ, đôi bên chỉ biết so đo tính toán, đố kỵ và ngờ vực lẫn nhau. Rất nhiều lúc, mối quan hệ giữa con người với nhau đều là bổ sung cho nhau, những cuộc cãi vã, tranh đấu chỉ có thể mang lại thương tổn cho đôi bên, chỉ có phối hợp với nhau, tán thưởng, đoàn kết, ủng hộ, tín nhiệm, trân quý nhau, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể hợp tác thành công được.